Mình sẽ sử dụng cái thùng này để chế một cái ổ cắm kéo dài nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái này để mà làm ổ cắm. Và mình sẽ quay dây điện vào trong đây luôn các bạn nha. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi mình nha.
Bây giờ chúng ta đã có được một cái rulo nằm ở bên trong một cái thùng nha các bạn, rất là hay nha. Mình đã làm được hai mặt luôn đó, các bạn thấy không, rất là tiện nghi nha. Và các bạn nhớ các bạn canh làm sao cho nó khớp bên trong của cái ống này, lọt lòng bên trong của cái ống thôi, đừng cho nó hở của cái nắp, nếu nó hở cái nắp thì nó sẽ bung ra các bạn nha. Rồi ở đây mình chứa dây điện trong đây là khoảng tầm 30 mét nha các bạn nha. Đó, đây rất là hữu ích nha các bạn nha. Và mình hy vọng video này sẽ mang lại được nhiều thông tin, nhiều lợi ích cho các bạn. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.